Việt Nam. Come with me, we'll travel around Việt Nam. Phải đến rồi mới biết tại sao Hội An lại có thể quyến luyến biết bao bản chân du khách. Nếu như ban ngày Hội An cổ kính suy tư, thì vào buổi đêm khi sắc đèn lồng lung linh tỏa sáng, thì Hội An như trút bỏ chiếc áo đô thị để quay về một thời quá khứ trầm mặc, khép kín. Đi trên từng con phố nhỏ, bạn như tìm thấy chính mình trong những ngày xưa cũ, những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ trên mảnh đất xa lạ và đầy thân thương này.